Xin chào tất cả mọi người. Mình là quê tôi Tây Nguyên. Nick Facebook của mình là quê tôi Tây Nguyên nhá, còn mình tên thật là Thành. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn để giới thiệu về cái bẫy cuốc này của mình, bẫy thòng 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 chống xoắn, bẫy cuốc đa la bìm bìm này của mình. Thì đây hôm nay mình làm được mấy bộ sẵn ra đây, mình sẽ làm clip này để hướng để giới thiệu. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người răng cái thòng này ra. Thòng này răng ra rất là đơn giản, cột một cái đầu vào đây thôi rồi các bạn răng ra. Quay theo ra đây. Đó, răng ra được con. Thông của mình đây là có cái chống xoắn bằng dây đồng này, chống xoắn rất là tốt, không bao giờ bị đây ngồi đây cái gì cả tương cái không tại mắt và cổ mình bị này đấy thông. Ai muốn bị bìm thì cứ bê nhá đấy. Quay gần gần rồi này, chống xoắn rất là tốt nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để thu thòng này vào nhá. Chúng ta sẽ cầm vào đây, tiếp tục cầm này. Rồi ok, cứ thu vào như vậy thôi là ok. Còn răng ra thì cứ vậy là thả ra thôi là được, không sao hết bởi vì nó chống xoắn rất là tốt. Thòng của mình là cái dây nguồn đây là dây siêu bền loại to, đây là siêu bền là nhỏ, quen đồng quay gần này. Đó, rất là ok. Ai mà cần mua bẫy thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0969 965 142, mình tên là Thành. Mình có gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán tại bưu điện luôn. Mình bán cái bộ thòng dây này với giá là 160.000 một bộ, 2m 20 thòng chống xoắn như thế này. Khi mua hai bộ thì sẽ được miễn phí ship. Đấy, thòng chống xoắn rất là tốt, cước màu xanh ngá nhé, do mình cũng quay trời tối nên là nhìn nó hơi trắng trắng, còn nó đúng là màu xanh lá chuối non nhé. Rồi và rồi ngoài thòng dây chống xoắn ra thì mình còn bán cả giò bẫy cuốc, giò bẫy mịn mịn nha. Rồi với mình thì có hai màu đặc trưng, đó là màu xanh lá chuối non như màu đây và màu xanh nước biển như đây. Đây. Và mình báo giá luôn, bộ giò của mình đây là với bộ giò 10 chân thì là 100.000, còn bộ giò 22 chân thì sẽ là 200.000 nhá. Mình có nhận đặt làm theo yêu cầu của khách. Thả như hôm nay mình làm bộ giò đây có 7 chân một bộ thôi. 3 bộ là 2 bộ 7 chân với 1 bộ 8 chân, tất cả là 22 chân thì vẫn tính tiền như một bộ 22 chân bình thường thôi. Nhưng mà khách yêu cầu chia ra thì mình sẽ chia. Đấy, anh em nào cần mua giò hoặc là mua thòng thì liên hệ với mình nhá. Mình luôn luôn sẵn sàng, nhưng mà vì số lượng người đặt thì cũng quá lớn nên là đôi lúc cũng phải đợi mình 1-2 ngày mình làm. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhá.